This is the tàu. So what do you make with this? Yeah. I don't know. I just asked her. She said she soak it. So it's dates, dry dates. Red dates. Red dates. How come this doesn't open? So it's a $1 oven? A pound. A pound? Oh, okay. Well, if it's not open, can I go? So you get this. How much? Yeah, get this one for me. Okay. Yeah. So is it sweet right? 280? Yeah. Make it 250 for you. 250, okay. Okay. $2. And I have 50 cents here. Okay. Okay, thank you. Okay, this is it. All right, thank you. Spaghetti sauce phải không? Lạnh không? Lạnh không? Lạnh không? Đó, đúng quá. Xin chào. Xin chào. Rồi, mua nè, mua nè. Mua. Rồi, ok, chạy tới đi mua bắp cải, bắp cải là rau củ mùa đông á, có vậy thôi, xả. Thôi mua. Bắp cải là về làm về làm dưa món. Ok, xin chị cho đồng vô. Đồng có xả đây, xả này tươi quá. Ok, giờ đi về, lạnh quá rồi. Ok, giờ đi về. Ok, xong rồi đi về nha. Đi chợ phong xong rồi. Bông 3 đồng. 3 đồng một cái. 3 đồng. 3 đồng một bó bông lily. 3 đồng bông tươi, lily. Người lạnh cái bông này thôi. À, cũng được. Ok, thôi giờ đi về, đi chờ tài xế đón mình về nha. Ok, khu này, khu Evergreen, khu kia nhà mới xây nè, trong trai nè, đứng lên. Ok, rồi tài xế tới rồi. Tài xế tới rồi, rồi lên. Cái này nó cái tô đó đi đực à. Ta giật hả? Trời, khu này khu sang trọng mà ai làm chuyện vậy. Phải đi đây, chừng nào mình đi downtown San Jose mình mới sợ. Anh downtown San Francisco, thư viện mới ra. Giờ đi Penny. Mua Panda Express ăn nha. Penny. Nhà mới xây. Nhà băng khang. Ok, đi về nhà cũ nha, ngon. Ám đạm quá. Lạnh. Có 40 mấy độ. Ok nha, đường siêu lối cũ nha. Trường là trường của hai đứa nhỏ hồi đó nè. Trường Evergreen nè. Thank you.
chủ nhật á, đường vắng teo. Ta ở nhà. Có hai con sư tử nè, wow, đó hồi xưa ở đây à, vậy là vẫn cái chủ người cũ ở, tại có hai con sư tử. Ok, rồi đi mua đồ ăn nha.